Thưa quý vị, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương bố trí sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch. Theo đó, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Phòng chống Bệnh Chuyển nhiễm. Theo đó, kinh phí để phòng chống dịch COVID-19 bao gồm các nguồn từ ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Trước mắt, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2020 đã được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có tại chỗ để đảm bảo kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch hoặc trong trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chi từ nguồn dự phòng ngân sách theo quy định. Trước đó, Bộ Tài chính đã kịp thời trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính cũng đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan trong việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù và nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ ngay từ đầu tháng 2, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, Bộ Tài chính đang giả soát, nghiên cứu để đề xuất các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có du lịch, dịch vụ như giảm lệ phí visa, chi phí logistic, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.